CPJ kêu gọi Việt Nam ngừng dùng tù nhân chính trị làm con tin. Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế gọi tắt là CPJ kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam ngừng bắt giữ tù nhân chính trị làm con tin để đổi lấy những sự nhượng bộ từ quốc tế về kinh tế hay quân sự. Lời kêu gọi được đưa ra vài ngày sau khi nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Cù Huy Hạ Vũ được Việt Nam phóng thích cho sang Hoa Kỳ trị bệnh. Ngày 11 tháng 4, ông Bob Dias, điều phối viên chương trình châu Á của CPJ nói, dù hoan nghênh việc tiến sĩ luật Hà Vũ được trả tự do, nhưng Ủy ban bảo vệ ký giả rất lo ngại trước chính sách tiếp diễn của Hà Nội, bắt giam, đàn áp, ngược đãi các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân chủ hay những người chỉ trích nhà nước và dùng họ như những con cờ để đổi chác với quốc tế. Ông nói, thật hết sức đáng quan ngại khi nhà cầm quyền Việt Nam cầm giữ chính người dân của mình trong nước như những con tin để đổi lấy những sự nhượng bộ nào đó từ các nước. Ông Dias nói, giữa lúc hai nước Việt-Mỹ chưa tiết lộ rõ ràng các nguyên nhân trong vụ phóng thích tiến sĩ Hà Vũ, có thể suy đoán rằng đây có lẽ là kết quả của một thỏa thuận nào đó giữa đôi bên dựa vào thực tế những gì diễn ra trước nay. Không ít trường hợp các nhà hoạt động hay các tù nhân lương tâm trước đây từng được đề nghị trả tự do với điều kiện là họ đồng ý rời khỏi nước, như trường hợp của luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Bùi Kim Thành hay nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Hoa Kỳ luôn đặt vấn đề nhân quyền làm trọng tâm trong các mối quan hệ với Việt Nam, trong khi Hà Nội đang ngày càng cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ về nhiều mặt, kể cả quân sự và kinh tế, đặc biệt là giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông căng thẳng với Trung Quốc và các cuộc thương lượng Hiệp định Đối tác Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, do Hoa Kỳ dẫn đầu, với sự tham gia của 12 quốc gia. Điều phối viên chương trình châu Á của CPJ, ông Bob Dias nói, việc Việt Nam chỉ đồng ý trả tự do cho tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định trong những ngày cuối đời của ông chống chọi với căn bệnh ung thư là một hành động vô nhân đạo. Đó là chưa kể đến, vẫn theo lời ông, thì tình trạng của các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại Việt Nam bị ngược đãi, bị hành hạ và các nhà hoạt động luôn bị công an sách nhiễu và đàn áp.